Sau khi chấm dứt các đợt bùng phát dịch COVID-19 vào năm ngoái bằng các lệnh phong tỏa đóng cửa biên giới và các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt trong thời gian gần đây, Australia đã phải thừa nhận khả năng không thể loại bỏ hoàn toàn dịch COVID-19. Từ đó, chính phủ nước này chuyển sang dần trạng thái là chiến lược sống chung với COVID-19. Và để có thể sống chung với Covid-19 thì việc bao phủ vaccine là giải pháp hàng đầu. Vì vậy cho nên trong cùng tin quốc tế ngay sau đây ngoài những thông tin cập nhật về chiến dịch tiêm chủng ở khắp thế giới thì chúng tôi cũng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn về tình hình diễn biến dịch tại một số quốc gia như Trung Quốc, Israel và Campuchia. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Trong ngày 19 tháng 9, Australia ghi nhận 1.607 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 507 ca ở bang Victoria, bang này cũng đang nỗ lực để nhanh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh Thủ hiến Daniel Andrews tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài suốt nhiều tuần qua, một khi 70% cư dân từ 16 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine, dù có hay không có thêm ca bệnh mới. Kế hoạch của bang Victoria phù hợp với lộ trình của chính phủ liên bang về việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa khi đạt được mục tiêu 70% dân số được tiêm đủ liều và từng bước mở cửa lại biên giới quốc tế khi con số này đạt 80%. Các nhà khoa học Israel cho biết, một loại thuốc từng sử dụng để điều trị HIV có thể giúp người mắc COVID-19 khỏi bệnh trong vài ngày. Thử nghiệm giai đoạn 1 đã được hoàn thành tại Brazil với 12 bệnh nhân từ 18 tới 60 tuổi mắc bệnh thể nhẹ và trung bình. Thuốc Codivir ức chế đáng kể sự nhân lên của virus ở tất cả bệnh nhân, với tác dụng kháng virus được ghi nhận sớm nhất là 3 ngày sau khi bắt đầu điều trị. Trong đó, 5 bệnh nhân có lượng virus giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, thuốc còn có tính an toàn cao. Các nhà nghiên cứu cho biết người bệnh không có tác dụng phụ nào đáng kể khi chữa trị. Ngày 19 tháng 9, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết Trung Quốc đã ghi nhận 66 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 18 tháng 9, trong đó có 43 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 23 ca nhập cảnh. Tính tới ngày 18 tháng 9, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng gần 8.800 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó có gần 8.250 bệnh nhân đã được xuất viện và vẫn còn 544 ca đang được điều trị. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đã được ghi nhận tại Trung Quốc đại lục là hơn 95.600 người, trong đó 4.636 người đã tử vong và hơn 90.000 bệnh nhân đã bình phục. Bà O. Vandin, Quốc vụ Khanh Bộ Y tế Campuchia kiêm Chủ tịch Ủy ban Tiêm chủng Covid-19 cho biết nước này đang lên kế hoạch cụ thể cho việc tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 bổ sung cho tất cả người dân trên 18 tuổi trong tháng 10 năm 2020. Bà O. Vandin cũng khẳng định hiện nay Campuchia có đủ vaccine Covid-19 và trong thời gian tới còn về thêm nữa. Đến nay, Campuchia đã tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 11,8 triệu người, đưa tổng số người được tiêm phòng tại Campuchia đạt 73,9% dân số, trong đó 87,8% trẻ em từ 12 đến 18 tuổi đã được tiêm phòng.